Lập này mấy cây hay phết. Này có mấy cây hay phết. Tường vi. Tường vi. Xanh này nhìn sướng thế. Sạch sẽ. Bạch tuyết mai ra hoa này. Bạch tuyết lâu lâu rồi này lại thấy bê đây, chưa bán được. Cây này thì cũ hết rồi. Cũ hết rồi. À, này thấy cái ổi rồi. Cái ổi. Ra. À vâng. Em lại đang tiếp tục chuẩn bị cho lên. Các bạn nghe hay thích ổi lắm nhỉ? Chỉ dành đam mê nhất cho ổi. Mê ổi à? Mê ổi lắm. Đấy, mê ổi cho nên là thấy cái ổi lại phải rúc vào. Mặc dù có khi nó không đẹp bằng những dòng khác nhưng mà mình thích nó rồi thì không quan trọng. À, vẫn còn sống. Được đấy. Cũng được đấy. Đây là ổi ta đúng không? Ổi ta. Em thích ổi ta hơn ổi tàu. Đấy. Cái này là lạc cũng lâu rồi đấy nhưng mà mấy cái tiểu cảnh này bán như thế này. Cái này chắc tầm mấy triệu đấy. Mấy triệu. Tầm khoảng độ dưới 2 triệu. Đấy, nhưng mà em lại không khoái mấy cái món đấy. Bởi nó mình thì lại mê ruối. Khoái ngày xưa rồi. Xanh si là. Xanh si mà giờ chơi như mấy bố trẻ trẻ bên này thì em lại thích. Mình lại mê ruối. À rồi. Nó có cái hay, ruối nó cũng là dân dã có cái hay. Ruối nó là bonsai thì rất là hợp. Từ lá cho đến thân như thế nó rất là hay. Em thì thích nhất cái ổi của nó ở cái da của nó. Cái thân gỗ càng lâu nó càng đẹp. Càng lâu cái da nó càng sướng. Đây cái này một. Trước mua cái cây ổi ba thân đấy thì gì nữa. Cái đấy nhưng mà bây giờ lại muốn thì có thêm. Con thấy đi bị cắt ra mà. Vâng, cắt hết rồi nhưng mà hôm trước có một cây đây đẹp lắm. Đẹp hơn nhiều nhưng mà đấy mình đứng trực tiếp mình xem cái cây đấy. Sau cái cây bạn mua sau đúng không? Cây long đây này. Cây long mà gần đây ấy. Cây đấy nó giá trị gấp 100 lần cái cây mà em đã mua ba thân. Nhưng mà em mua rồi thì anh em cũng biết rồi, biết nhau rồi thì cứ mãi đi quay phim mà tí em quay lại em lấy. Ok, hứa rồi. Sau quay lại ông bán mẹ khác. Buồn luôn. Mà thôi, gặp đại gia thì thôi bán thì được nhưng mà là mình bực mình. Đây ông Lập có cái ổi ra hồn trước chán lắm. Con tử này thì con tử này đang hơi đuối. Ổi đẹp đấy. Vâng, con tử này mình giật lên nữa mạnh lên. Tâm ơi! Tâm ơi! Tâm ơi! Hả? 2 triệu thì thôi. Tây tán này chỉ làm thì ra ra thôi chứ còn bệ thì 2 triệu là không xơi được. 2 triệu là không xơi. Hàng rồi. Bên này thì toàn những hàng to để săn sát không nói. Cái me này hay đấy nhỉ? Me rừng à? Cái này bao nhiêu? Cái này bao nhiêu?
rừng lát khác. Cái này phải cây ở đây bên mà cái đấy vậy nó chọn. Cái già hàng ấy là cái gì nhỉ? Này đấy. Làm cây lão được. Làm cây lão được. Hôm nay về làm cây lão buông tay buông xuống hay. Đấy, này quan tâm đến nhà ông Lập thì. Bệ này thì hơi kém. Được. U biếu được. Xuống, này giật xuống như để này không được. Vào dây này khô bạo quá. Cái cây đằng sau cổng kia là bao nhiêu? Cũng vậy. Cùng một lô là bằng tiền nhau. Cái lô này bằng tiền nhau. Lô lô. Còn có ông tượng là cùng tiền nhau. Lô công tượng như thế nào? Triệu vàng. Bonsai là bonsai này. Ông kia ông chơi toán cái cây cổ thụ với ông cẩu. Bonsai gì? Bonsai đây là bonsai. Đấy là cây to. Đấy là cây cảnh. Đấy là cây cảnh. Đây là đâu cái cây cổ thụ. Mỗi lần cẩu cây cảnh cây bóng mát. Chủ Việt Nam là khai thác về là nhanh hơn. Đấy. Mang cái hay này. Sao? Cây đa, à cây sộp hay quá. Sộp. Chị Sóc Sơn em có thấy thích không nhé? Và rất to. Em từ bé luôn anh nhìn thấy thế nào? Rất to. Lúc đấy nè. Sung đấy. Sao đấy là trên ngọn nhỉ? Ủa thì đấy chị nhé. Cái giống sung như thế. Nó có quả lên đến tận ngọn. Cái bồ rô này. Cái bồ rô. Cái đấy kia là mình buộc vào để mình ghi cho nó khỏi lúc lắm thôi. Còn đấy anh về nhà anh gửi quên à? Đời nghệ thuật phong cách miền Nam này. Cái này bao nhiêu quả? Cái này là lá siêu nhỏ. Cái hoa hồng ngoại thì đẹp, ghép đẹp. Hoa hồng ngoại chỗ dưới đang đây một cây họ nhà Mai Thị Thủy, cái mỏ mực quê đây là thương mực đi. Ngây ngây chị. Cái vả bao tiền chị? Ơi. Bao tiền đây này? Hồng này đẹp. Tươi tắn.
nhìn cái hoa này sướng nhỉ. Hai màu. Cái gốc này của nó nhiều năm rồi. Anh nghe cái này lâu rồi mà. Cái này cũng nhiều năm rồi. Không có gì phải mới đâu. Hoa đẹp, nhìn sướng nhỉ. Tươi tắn này. Tươi tắn. Cho vào cái chậu gốm hoa. Thì thôi rồi. Hoa hồng này được cắt nào lại nó lại. Chẳng cần cắt anh cứ càng. Này, này là nó giống thế nó già ra nó giận. Càng vuông bao nhiêu mà càng đẹp. Đẹp, đẹp đấy. Cắt được mà không cắt được. Này đáng đồng tiền bát gạo này. Cho vào cái chậu gốm men xưa một tí. Ôi trời ơi, từ giữa cổ thôi rồi. Nhà lại có hàng quý đây. Hàng độc đây. Vả đấy. Vả quả ngọt đây. Quả ngọt lắm. Quả rừng quả bằng này. Lâu lâu mới lại thấy cây vả. Rồi sang số 4 nhạn thôi.